Xin chào các em. Chúng ta sang bài một số ID là 006. Bài toán này thầy minh họa cho phần liên quan đến este vận dụng cao. À, cụ thể là ở đây thầy minh họa cho hỗn hợp gồm có ST và axit. Đó. À, hy vọng những cái video mà thầy làm minh họa cho hỗn hợp này các em có thể rút được kinh nghiệm để các em có thể là tham gia những kỳ thi sắp tới. Ở bài toán này là bài toán mà các em thấy rằng người ta lấy hai phần không bằng nhau. Đó, như vậy thầy xử lý phần đầu tiên trước. 16,4 gam gồm có hỗn hợp hai axit đơn chức thầy ký hiệu là R trung bình COOH và este đơn chức thầy ký hiệu là R' COO CH3. Tại sao biết là CH3 bởi vì sản phẩm của thầy thu được CH3OH. Hỗn hợp này của thầy đốt cháy lên. Như vậy thầy quy đổi dồn chất luôn C và H2 và Oxy luôn. Thì C của thầy bằng carbon bằng CO2 là 0,75. H2 là 0,5 bảo toàn khối lượng suy ra oxy của thầy là 0,4 kết quả thầy dồn kiểu khác thầy C có COO của thầy cắt ra thì phần còn lại của thầy là hydrobon là C và H2 thì hydrobon của thầy ở đây cắt ra thì CO của thầy là bằng 0,2 bảo toàn carbon lấy 0,75 chứ 0.2 đi là 0,55 và hydro của thầy ở đây là bằng 0,5 em thấy rõ ràng là đây là chất đói rồi đó đây là gốc đói bởi vì thầy thấy số mol của CO2 lớn hơn nước này gốc đói này nhưng mà ở đây thầy không cần sử dụng cái gốc đói này thầy cần tìm co mà thôi ở đây co là thầy ứng với con số là hai mươi mười gam như vậy thầy suy ra ứng với hai mươi gam tức là gấp 1,5 lần thì gấp nhân lên nhân 1,5 năm lên lên thì co của thầy nhân 1,5 lần lên sẽ là 0,3 ba mol như vậy với thí nghiệm đầu tiên thầy xử lý xong thí nghiệm đốt cháy thí nghiệm thứ hai là các em lấy bao nhiêu hai mươi gồm có axit đó gồm có este thực hiện phản ứng với NaOH NaOH là thầy có số mol của thầy ở đây các em để ý hộ thầy là NaOH người ta cho các em khối lượng dung dịch và phần trăm tức là nó có nước và kết quả thì tính ra NaOH ở đây thì có là 0,4 mol và nước làm trong dung dịch NaOH của thầy ở đây là bằng 8 mol đó thì thu được rắn của thầy gồm có muối và NaOH dư đang cần tìm Sản phẩm tiếp theo là rượu CH3OH Và nước Nước này của thầy được lấy từ axit Và lấy từ nước ở trong NaOH Và số mol nước của thầy ở đây tổng là 0,8,15 đó. Thì các em trừ đi 8 đi Thì kết quả axit tạo ra là 0,15 mol Và nước của thầy trong NaOH là 8 mol như vậy kết quả thầy tìm được số mol nước do axit tạo ra là 0,15 thì axit này sẽ tạo ra là 0.15 mol. Bảo toàn co thầy lấy 0,3 3 0,15 vậy đây sẽ bằng 0.15. Kết quả rượu này thầy bảo toàn gốc ch 3 thì sẽ là 0.15. Đề thi hỏi rắn các em dùng bảo toàn khối lượng, các em có là 24,6 cộng 0,4 4 nhân 40 bằng m rắn đang cần tìm cộng với 32 nhân với 0,15 và cộng 18 nhân 0,15. Từ đó tìm ra m của thầy bằng 33,1 g. Đáp án của thầy ở đây phải là đáp án B. Đáp án của họ bị sai rồi, đáp án đề bị sai rồi. A loại, C loại, D loại. Đáp án thầy có là đáp án B. Ok.